Ngay sau việc nhận xét về đôi mắt của đồng nghiệp, phần 1, Lily nhìn ai cũng ra anh Tú. Anh Tú. Giống anh Tú đúng không? Dạ. Sao cái này cũng giống anh Tú ta, tôi nhìn đâu cũng thấy anh Tú vậy. Tú hả? Của anh Tú đâu? Của anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú vậy. Anh Tú ạ. Cơm chó nhiều quá. Ngọc Thảo thở câu nào là hề câu đó, Jin đồng nghiệp không thương tiếc. Ai? Ai mà ngáo ấy nhờ? Ủa? Su Vin mắc lồi hơn. Mắt này không lồi lắm. Với thử thách sao đi tìm sao, cả Ngọc Thảo và Lily đều đưa ra những nhận xét vô cùng thú vị. Luật chơi, khách mời sẽ xem lần lượt 5 tấm ảnh của bản thân đã được remix với 5 nghệ sĩ khác. Nhiệm vụ của khách mời là phải tìm được danh tính của người được mix ảnh chung với mình. Cô nàng Lily gặp ảnh nào cũng bối rối, thấy ai cũng ra anh Tú, nhìn ai cũng giống anh Tú và liên tục đoán anh Tú. Anh Tú. Giống anh Tú đúng không? Dạ. Sao cái này cũng giống anh Tú ta, tôi nhìn đâu cũng thấy anh Tú vậy. Tú hả? Của anh Tú đâu? Của anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú vậy. Anh Tú ạ. Cơm chó nhiều quá. Nhưng mà cái mắt này đánh mắt hơi nhiều nha. Đánh mắt hơi nữ nên là chắc là không phải Tú. Có gợi ý không ạ? Nam, sao đánh mắt đậm quá vậy? Là một nam ca sĩ. Nhưng mà cái mắt này giống Tú hơn là cái mắt lúc nãy. Thôi mình cứ nói hai anh Tú luôn đi, cái nào nó cũng sẽ giống một cái. Anh Tú ạ. À. Anh Tú. Kết quả là ồ. Ồ hả? Cũng giống. Ừ. Ồ. Ồ hả? Cũng giống. Ừ. Ồ. Ồ hả? Anh Tú. Ngọc Thảo thở câu nào là hài câu đó, toàn những lời bình cực sắc bén, không sợ đồng nghiệp dỗi luôn. Mắt phở đặc biệt hả mọi người? Đúng rồi, mắt của phở chệ xệ một mí. Trời ơi, mắt phi me ấy nhờ. Con lương này. Con lương này là của ai vậy? Sao cái miệng này không biết? Nhưng mà người chị biết đúng không? Dạ phải. Người quen đó chị em mà. Ừ, mắt con lương này chỉ có hi me thôi à. Có giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Hi me. Thôi. Mắt này lạ lùng quá vậy trời. Ừ, ai mấy? Ai ta? Ti à? Lắm là chút tôi ti à? Ai? Ai mà ngáo ấy nhờ? Ủa? Ủa? Cho xin gợi ý được không? Nam ca sĩ. Su Bin à? Nên anh lùi bước về sau. Su Bin mắc lồi hơn. Mắt này không lồi lắm. Nhưng mà cũng có thể là Su Bin. Chắc là Su Bin đó mọi người. Lồi quá chắc Su Bin đó. Nhưng mà lồi này hơi sai. Lồi này không đúng lắm. Lồi hơn một tí nữa. Kết quả là sai ở Huy Me. Đó là Quốc Anh. Đôi mắt tôi của Quốc Anh. Ừ xấu quá. Ừ xấu quá. Ừ xấu quá. Trời ơi. Ok xong. Đúng rồi đó. Hí giả mang luôn. Trời quên mất mang Quốc Anh.